quyết liệt triển khai các lực lượng ở các cửa khẩu, vừa là làm công tác nhiệm vụ xuất nhập cảnh, vừa là quyết liệt chủ trương của chính phủ tập trung trên các tuyến biên giới và cửa khẩu, với cái phương châm là phát hiện sớm, cách ly, dập dịch triệt để và điều trị. Trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng tại Campuchia, thì việc siết chặt các hoạt động ở khu biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Tuy vậy, song song với ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, thì ở khu vực biên giới Tây Ninh, các đối tượng buôn lậu vẫn hoạt động hết sức giáo diết, luôn tìm cách tuồn hàng lậu vào Việt Nam. Do vậy, cán bộ chiến sĩ của các đồn trạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phải căng mình chặn dịch và tổ chức các phương án chống buôn lậu. 16 bao tải chứa thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu Z và Hero, số lượng 9.500 gói được các chiến sĩ đồn biên phòng Phước Chỉ triệt phá thành công ngay trong đêm mùng 2 tháng 4 năm 2020. Tại khu vực giáp biên gần cột mốc phụ 177, trong khi các chiến sĩ thuộc 3 lực lượng biên phòng, công an và dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, đã phát hiện một nhóm người vận chuyển nhiều bao tải từ hướng Campuchia vào Việt Nam và tập kết hàng tại một đám ruộng nằm sát đường biên. Tổ tuần tra xác định mục tiêu, nhanh chóng triển khai lực lượng tấn công vây bắt, nhưng lợi dụng đêm tối và sát biên, cả nhóm người đã bỏ lại hàng hóa và chạy ngược về bên kia biên giới. Vụ việc được đồn biên phòng Phước Chỉ lập biên bản, đưa tang vật về đồn xử lý theo quy định. Thành tích xuất sắc này cho thấy lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tốt các lực lượng hiệp đồng, vừa ngăn chặn kịp thời vụ buôn lậu lớn ngay trong thời điểm thực hiện chỉ đạo, dồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là ngăn dịch để dập dịch COVID-19 ở tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Lực lượng biên phòng Tây Ninh đã tổ chức nhiều cái cuộc tuần tra phục và đồng thời mở nhiều cái kế hoạch để phá những cái băng ô nhóm coi như xe ôm, đặc biệt ở cái tuyến của Bến Cầu. Bằng mọi giá, làm như thế nào phải ngăn chặn được xuất nhập cảnh trái phép, để chi? Không để cho là cái người mà bị bệnh mang mầm bệnh vào Việt Nam. Cái thứ hai là cùng nhau động viên khắc phục khó khăn gian khổ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Trực ở ngoài biên giới phải ăn ở ngoài nẻo võng như này rất là khó khăn, nhưng mà anh em chúng tôi cũng động viên cán bộ chiến sĩ trong ba lực lượng để cùng nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì từ tình hình đó nên là đơn vị thành lập rất là nhiều cái chốt giải chiến trên biên giới, trên các cái cung đường mà các cái đối tượng mà lợi dụng để đưa người xuất nhập cảnh trên biên giới. Chính vì vậy mà đây là một trong những cái chốt mà đơn vị triển khai để làm đấu tranh với cái hoạt động xuất nhập cảnh trên biên giới. Còn đây là lô 520.000 khẩu trang đã bị cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tân Bình bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Một vụ khác với 135.000 chiếc khẩu trang cũng được cùng lúc thu giữ trong tháng 3 ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Các đối tượng buôn lậu khai nhận, những lô khẩu trang này đều không có nguồn gốc giấy tờ chứng minh đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của cơ quan chức năng. Các đối tượng bị tóm gọn khi đang trên đường vận chuyển qua biên giới để bán sang Campuchia. Từ đầu tháng 3 đến nay, biên phòng Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng công an và một số cơ quan chức năng khác bắt giữ 10 vụ buôn lậu thiết bị y tế từ Việt Nam sang Campuchia, bắt và thu giữ hơn 13 triệu khẩu trang y tế các loại. Trong khi đó, nhiệm vụ chống dịch đang được ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ biên phòng phải chia lực lượng phân bổ ra rất nhiều điểm chốt chặn để vừa tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng dịch, vừa tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép, tránh nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam. Có thể nói, trước khi nào, lực lượng biên phòng ở đây lại phải căng mình cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, vừa chống buôn lậu, vừa chống dịch như thời điểm hiện nay. Đối với các tuyến biên giới Tây Nam, gồm Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia, diễn biến tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao, thì chúng tôi hiện nay đã triển khai tất cả các lực lượng là trên 1.000, gần 1.200 các tổ đốc chốt ở các cái tuyến biên giới và các khu vực cửa khẩu để kiểm tra, các ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát các cửa khẩu. Thì đối với cửa khẩu thì chúng tôi tổ chức, một là cái lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát cửa khẩu
lực lượng là làm cái nhiệm vụ là phân luồng và cùng với lực lượng khác để đưa đối tượng về cách ly cộng đồng theo cái quy định của chính phủ và ở địa phương. Ở thời điểm mọi diễn biến đang rất phức tạp trên tuyến biên giới Tây Ninh, nhưng không vì thế mà những cán bộ chiến sĩ ở đây giảm đi tinh thần chiến đấu. Họ luôn là những người lính trên tuyến đầu chống dịch, chống buôn lậu. Họ sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng xông pha đến những nơi gian nan nguy hiểm nhất để quyết giữ lấy bình yên cho nhân dân, cho Tổ quốc. Và chúng ta cũng đều biết là lực lượng đầu tiên mà tham gia thực sự vào quá trình chống dịch vừa qua, đấy chính là lực lượng biên phòng. Từ miền núi biên cương xa xôi, nơi hải đảo mến kiều, bộ đôi ta xông pha đi lên, chung sức giúp dân ngăn bệnh dịch, phát khẩu trang miễn phí, rồi mọi người cùng cách ly vì một Việt Nam quyết thắng Corona. Ta sẵn sàng dù gian nan, khi nghe được thông tin có dịch, quân đội ta nhường cơm nhường doanh trại cho dân, các anh hùng ngôi sao vàng cùng nhân dân quyết chiến đại dịch, bộ đội ta, bộ đội của nhân dân Việt Nam. Ta sẵn sàng dù gian nan, khi nghe được thông tin có dịch, quân đội ta nhường cơm nhường doanh trại cho dân, các anh hùng ngôi sao vàng cùng nhân dân quyết chiến đại dịch, bộ đội ta, bộ đội của nhân dân Việt Nam. Ta sẵn sàng dù gian nan, khi nghe được thông tin có dịch, quân đội ta nhường cơm nhường doanh trại cho dân, các anh hùng ngôi sao vàng cùng nhân dân quyết chiến đại dịch, bộ đội ta, bộ đội của nhân dân.